Thì buổi trước chúng ta đang làm cho trang 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 funnel đó, và chúng ta đã apply được phần category vào rồi này, ở phần trang chủ này, và phần trang chủ chúng ta cũng đã đưa được phần danh sách sản phẩm ra rồi. Thì ở buổi này chúng ta sẽ làm tiếp. Anh có gửi file giao diện mà. Anh có gửi file driver giao diện cho các bạn rồi mà. Ở trong sổ code đấy. Đây. Thì hôm nay anh sẽ làm thêm một việc nữa, đó là chúng ta sẽ đi lấy ra những sản phẩm theo danh mục. Có nghĩa là khi mà người dùng click vào danh mục như thế này đó, thì chúng ta sẽ lấy ra những sản phẩm tương ứng của cái danh mục đó, và nếu mà không có thì chúng ta sẽ báo là chưa có sản phẩm, được chưa? Thì bây giờ anh sẽ tiến hành làm cái việc này trước. Ở buổi trước chúng ta cũng đã làm trang chi tiết sản phẩm rồi nhỉ, anh thử nhé. Đó thì chúng ta cũng làm rồi này đó, tuy nhiên thì và sản phẩm liên quan thì chúng ta chưa làm, thì hôm nay chúng ta sẽ làm điều đó. Rồi, ok. Đầu tiên anh sẽ mở ra trang Category Controller. Anh sẽ mở Category Controller lên. Đây. Khi chúng ta click vào một Category thì chúng ta sẽ vào trang sâu. Đây. Nó sẽ nằm ở trang sâu như thế này. Được chưa các bạn? Thì ở trang sâu này anh sẽ phải lấy ra danh sách sản phẩm. Thì anh sẽ gọi vào Product Model. Anh sẽ nốt cái số buổi mà chúng ta học ở đây. Thực tế là chúng ta đang đi quá cái số buổi so với khung chương trình. Lesson 16. Anh sẽ nốt ở buổi này chúng ta sẽ làm gì để sau này nếu có bị mất video thì anh cũng sẽ có thể lần lại được. Thì ở đây anh sẽ để là Get Category. À sorry, chúng ta lấy sản phẩm theo category. Let product relation. Đó, chúng ta lấy sản phẩm liên quan. Được chưa? Rồi. Tạm thời như vậy. Thì anh sẽ vào model product. Ở trong đây anh sẽ làm gì? Ở trong đây thì anh sẽ lấy ra một cái sản phẩm theo category, thì anh sẽ viết một phương thức. Vì chúng ta lấy sản phẩm nên chúng ta sẽ phải viết nó ở trong product model nhé. Anh sẽ viết một phương thức là get by category. Đó, chúng ta đặt tên như thế này và nó nằm ở trong product model, thì các bạn sẽ hiểu là chúng ta get sản phẩm theo Get product theo category ID, và anh sẽ truyền ID vào đây. Đó, các bạn viết như thế này thì khi các bạn xem lại code thì các bạn cũng dễ nhớ hơn chính code của mình, chứ không cần phải người khác xem lại. Nếu mà các bạn viết nó khó hiểu, các bạn không hiểu được thì chắc chắn người khác cũng sẽ không thể đọc lại code của các bạn được đâu. Đây, và ở trong đây anh sẽ truyền vào là anh sẽ build câu query ở trong này. Nó sẽ là select sum from select sum from, anh sẽ truyền product name vào đó, sẽ là table, và anh sẽ sử dụng câu lệnh điều kiện là cái điều kiện của đây sẽ là category ID bằng ID như thế này. Được chưa? Sau đó anh sẽ gọi vào thằng Bay Model để anh thực hiện query dữ liệu. Thì ở trong Bay Model chúng ta có phương thức query và get all thì các bạn này. Đây, được chưa? Thì anh sẽ truyền vào như thế này và anh get return ra. Z trở đến get by query, truyền câu SQL vào. Được chưa?
Lúc này anh quay trở lại controller category ở phần sâu. Chúng ta biết category ID rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái biến là product như thế này. Product là số nhiều nhỉ, mà chúng ta sẽ zip trở đến product model và trở đến get by category ID, và chúng ta truyền category ID vào đây. Ok chưa? Đó, anh sẽ mở cái database lên để xem là có sản phẩm nào trong danh mục nào không, để chúng ta test cho nó dễ. Thì ở đây của chúng ta sẽ có product. Product của chúng ta đang có những sản phẩm nào đây, và category là 6. Là 6 thì nó là áo nữ. Chúng ta cần load product ở trên này. Thì đây chúng ta sẽ có product model, được chưa? Và chúng ta sẽ có zip trở đến product model new product model. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ trở đến product model như thế này. Lúc này anh thử DD ra nhé, anh thử pin ra. Anh lấy được danh sách sản phẩm như thế này. Anh đây. Đó, echo ở đây. Chúng ta chạy lên này. Lỗi product dòng số 19 của product model. À rồi, chúng ta đang bị sai các bạn ạ. Ở trong đây chúng ta đang dùng cái này bị sai này. Đó, chúng ta bên câu query nó bị sai đó. Nếu mà anh thay category bằng 6 này, đó thì chúng ta lấy ra hai cái sản phẩm như thế này, được chưa các bạn? Sau đó thì anh sẽ truyền nó ra ngoài như thế này. Đó, được chưa? Thì ở ngoài product thì anh sẽ làm gì? À, ở ngoài category sâu, chúng ta vào category sâu này, thì anh sẽ truyền sản phẩm đi đây. Từ đây thì anh sẽ gọi sang đây đúng không? Thì ở bên đây chúng ta có danh sách sản phẩm, thì anh sẽ truyền sang như thế này, truyền thêm một cái biến product sang nữa. Đó, rồi ok chưa? Ở bên phần detail này thì anh sẽ lấy ra được danh sách sản phẩm. Đây, anh sẽ tạm thời anh xóa hết những item khác. Đây. Đó, thì ở đây anh sẽ có sản phẩm như thế này và anh sẽ for x như thế này. Product. Và mỗi lần anh sẽ lấy ra được một sản phẩm. Đó, ok chưa?
Được chưa? Anh chạy lên này. Đó, thì các bạn thấy là anh sẽ lấy ra được hai sản phẩm trong cái danh mục áo nữ này. Và anh sẽ thay tên. Đó, được chưa? Anh sẽ thay giá. Thì anh vào phần product list và anh lấy ra cho nó nhanh. Đây này. Đó, ok chưa các bạn? Đó, thì anh được hai cái sản phẩm như thế này. Và phần link của sản phẩm thì anh cũng lấy theo đây luôn. Đây. Đây. Ok chưa các bạn? Đây chúng ta thử này. Đó. Thì xong ra này. Áo chống nắng. Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Tại vì sản phẩm của chúng ta đang chưa có image nên là anh sẽ chưa thay image ở đây. Và chúng ta nên xử lý như thế này. Tức là chúng ta sẽ có một cái là no image trước. Nếu mà không có image thì chúng ta thay thành no image. Đây, product của chúng ta này. Đang chưa có cả cột image cơ. Thì chúng ta sẽ thêm vào như thế này. Đó, chúng ta lên vào và anh sẽ lấy ra một cái ảnh no image làm ảnh, làm cái ảnh tượng trưng như thế này. Đây, anh sẽ lấy cái này để làm ảnh sản phẩm khi mà nó không có ảnh. Thì trong phần topic này anh có một thư mục là upload. Sau này chúng ta sẽ upload vào đây. No image. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ check như thế này. Thay vì hiển thị ảnh cố định như thế này thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế này. Product image sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng nếu mà product của image mà có thì chúng ta sẽ lấy ra, còn trái lại thì chúng ta sẽ lấy như thế này. Ok chưa các bạn? Được chưa? Nếu mà có giá trị thì anh sẽ lấy. Đây anh sẽ để lại empty. Nếu mà có giá trị thì anh lấy, còn không thì anh sẽ bỏ. Anh lấy cái không có giá trị. Anh thay bằng no image. Đây, như thế này. Được chưa? Ok chưa các bạn? Hoặc là các bạn có thể xử lý nó ngay từ trong câu SQL. Được không? Nhưng mà thôi, anh sẽ làm như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ thay thành thư mục là upload. Public và upload như thế này. Đó, và anh sẽ in cái ảnh lên. Được chưa? Trong cái ART của ảnh thì chúng ta cũng nên truyền cái tên vào vì nó tốt cho sale. Đây, anh chạy nó lên này.
Đó, các bạn sẽ thấy là không có ảnh thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Và tương tự ở bên này, đối với product list này chúng ta cũng có như vậy. Đây, đó, được chưa các bạn? Đó, ok chưa? Cái phần link khi click vào ảnh này chúng ta cũng sẽ lấy cái link này. Đó. Đây. Ok chưa? Click vào. Rồi. Thì vào phần chi tiết này chúng ta cũng sẽ để no image nếu chưa không có. Nhưng mà chúng ta sẽ xử lý sau đi. Đây. Mình kích vào ảnh này. Thì khi mà chúng ta kích vào chi tiết sản phẩm thì chúng ta cũng sẽ phải để ở đây là trang chủ này. Rồi là danh mục nào, tên sản phẩm, kiểu như vậy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đây, thì đây anh sẽ để là trang chủ. Đó, thì nó sẽ như thế này. Ok chưa? Đó, sản phẩm thuộc danh mục nào thì chúng ta sẽ phải xử lý ở trên phần product detail như thế này. Đây, thì đây chúng ta sẽ cần lấy ra danh mục của cái sản phẩm này. Thì chúng ta sẽ load category ID ở đây. Hoặc là các bạn làm như thế này. Các bạn thay đổi câu SQL ở đây. File by ID. Thay vì file by ID thì các bạn sẽ lấy theo cách khác. Anh sẽ viết ra một câu SQL. Public function get product detail. Let's detail. Anh chuyển ID vào. Câu SQL của chúng ta lúc này nó sẽ thay đổi một chút. Nó như thế này. Nó select sao from này. Select product.sao .sao phẩy category .name as category name. Đó, có nghĩa là anh join với bảng category. Được chưa? From cái này. Và anh sẽ join category với điều kiện là gì? Category ID chấm ID bằng với product chấm category ID. Được chưa? Và điều kiện đây của chúng ta là product chấm ID sẽ bằng với ID ở trên. Sau đó thì anh sẽ gọi đến hàng này. Trong bay module này anh sẽ sửa, anh sẽ viết thêm một hàng. Anh sẽ vào bay mô đồ, anh viết thêm một hàng đối với trường hợp mà chúng ta chỉ lấy ra một bảng ghi thôi. Public function get first by query như thế này. Đó, chúng ta chỉ cần get như thế này thôi.
và chúng ta chuyển câu SQL vào đây. Thì ở phần product này chúng ta sẽ thay đổi một chút. Vâng. Controller product chúng ta sẽ thay đổi một chút. Thay vì chúng ta file by thì chúng ta sẽ get detail. Đó. Lúc này anh sẽ in cái thông tin sản phẩm ra này. Các bạn sẽ nhìn thấy thông tin sản phẩm ở đây. Đó, và các bạn nhìn thấy nó ở danh mục nào. Được chưa? Thì chúng ta sẽ không phải thay đổi nhiều ở ngoài bên nữa. Rồi. Đó, các bạn sẽ truyền tên danh mục vào đây như thế này. Thì đây chúng ta sẽ có tên danh mục như thế này. Thì sẽ là product category name. Đó, được chưa? Và cái gì nữa? Anh sẽ để đây là tên sản phẩm. Được chưa các bạn? Bây giờ nếu mà chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ phải chuyển về danh mục, có đúng không? Thì ở trong đây chúng ta cần select lại một chút. Select category name và chúng ta lấy ra cả category ID nữa. À, chúng ta có category ID từ bảng product rồi. Chúng ta không cần. Thì ở ngoài đây chúng ta sẽ lấy ra như thế này. Cái menu nó giống thằng header này. Đây. Được chưa? Thì ở product detail thì anh sẽ thay như thế này. Đó. Thì đây sẽ là product và sẽ là category ID. Được chưa các bạn? Đây, ví dụ kích vào này. Đó, áo nữ thì nó sẽ phải về áo nữ như thế này. Đó, các bạn hiểu chưa? Thì các bạn sẽ phải làm chỉnh chu như vậy. Trường hợp nếu mà danh mục này không có sản phẩm thì chúng ta sẽ phải xử lý như sau. Đây, chúng ta sẽ xử lý như sau. Nếu mà không có sản phẩm thì chúng ta sẽ phải check ở đây. Nếu mà thằng này không có. Nếu khác empty thì chúng ta mới xông ra. Trái lại này. Đó, thì chúng ta sẽ xông ra một cái thông tin đây là không có sản phẩm. Đó, kiểu như vậy. Được chưa? Chúng ta sẽ xông lên như vậy. Được chưa các bạn? Và nếu có này thì chúng ta sẽ show ra như thế này. Đó, được chưa? Bây giờ anh sẽ lấy ra những sản phẩm liên quan đến cái sản phẩm đang xem chi tiết này. Thì
Thì cái phần sản phẩm ở đây chúng ta sẽ lấy ra những sản phẩm cùng danh mục. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào phần chi tiết sản phẩm, chúng ta thay cái nội dung ở đây. Anh để đây thành sản phẩm liên quan. Đó. Được chưa? Những sản phẩm liên quan là những sản phẩm có cùng danh mục. Chúng ta tạm thời quy ước với nhau như vậy lại. Thì chúng ta vào phần product sâu. Đây. Chúng ta sẽ lấy ra danh sách sản phẩm theo danh mục. Và chúng ta có cái hàng đó rồi. Đây, chúng ta có cái hàm đó ở đây các bạn. Đây, lấy ra sản phẩm theo danh mục này. Thì chúng ta vào phần sâu chúng ta lấy ra như thế này. Đó, các bạn viết theo hướng đối tượng và viết theo MVC để thấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sử dụng lại được, đúng không? Và chúng ta chỉ cần viết một lần thôi ở trong module của các bạn. Và chúng ta dùng lại được như thế này. Đó, thì lúc này ở phần sâu của product anh sẽ truyền vào hai giá trị. Đó, anh sẽ truyền đi hai giá trị như thế này. Được chưa? Và trong đây anh sẽ đi duyệt sản phẩm như thế này. Đây. Thì anh có danh sách sản phẩm ở đây rồi. Anh sẽ xóa đi. Được chưa? Anh sẽ lấy ở phần đằng sau. Đây, anh sẽ lấy ở phần này sang. Vì nó không khác gì cả. Anh copy nó sang rồi. Đó. Được chưa? Chuẩn luôn á. Chúng ta chạy thử lên này. Đó, nếu không có thì chúng ta sẽ phải báo nhé. À, đang có lỗi này. Category ID ở dòng 60. Thì ở đây chúng ta sẽ phải là Category ID 60. Product này. Chúng ta đang bị báo lỗi ở controller dòng 60. À, ở đây nó sẽ phải là như thế này các bạn. Đó. Ok chưa? Đó, thì các bạn sẽ thấy là khi mà vào cái sản phẩm áo chống nắng này, vì nó có hai danh mục ở đây đúng không? À, hai sản phẩm. Danh mục áo nữ này có hai sản phẩm. Khi anh vào thì anh sẽ phải lấy ra sản phẩm liên quan. Đó, và chúng ta sẽ phải bỏ đi cái sản phẩm mà trùng tên với cái sản phẩm đang xem chi tiết là váy nữ công sở. Đây, chúng ta sẽ bỏ đi bằng cách là ở trong đây chúng ta sẽ get by category như thế này. Và anh chuyển product ID vào. Đó. Thì ở trong hàm ở module category product như thế này.
Đây, anh sẽ có product ID. Default thì sẽ bằng 0. Default sẽ bằng 5 như thế này. Và anh sẽ kiểm tra là nếu mà có product ID thì câu SQL của anh nó sẽ thay đổi như thế này. And category and ID khác với cái ID mà anh chuyển vào, để chúng ta loại bỏ cái sản phẩm đang xem chi tiết rồi đó. Đây, váy công sở nữ thì nó có sản phẩm liên quan là áo chống nắng, thì cả hai cái sản phẩm này đều thuộc danh mục là áo nữ, được chưa? Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Phần chi tiết xong rồi này, phần sản phẩm liên quan cũng xong rồi này, danh mục ở đây cũng ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho phần tìm kiếm sản phẩm, có nghĩa là phần search. Đây, được chưa? Thì anh muốn là chúng ta sẽ có một cái gọi là trang search. Thì cái search này nó sẽ út lên chính trang hiện tại, và nếu là danh mục thì nó cũng sẽ đẩy lên trang hiện tại như thế này. Thì trường hợp đối với những sản phẩm mà không có sản phẩm liên quan thì chúng ta sẽ phải báo là không có sản phẩm liên quan. Thì ở đây chúng ta xem là đã xử lý chưa, đang chưa có này. Thì chúng ta xử lý nó như thế này. Đây. Empty. And for it, and it. Được chưa? Và đây sẽ là L. Không có sản phẩm liên quan. Đó. Ok chưa các bạn? Ví dụ anh tạo ra một sản phẩm này thuộc thư mục, nó thuộc danh mục ví dụ như là đồ ngủ. Đồ ngủ thì xem ai đi bằng 4. Đây, ai bằng 4. Được chưa? Và đây anh sẽ để là áo. Đó, anh xếp lại, được chưa? Anh chạy ra lên, anh vào phần đồ ngủ này. Chúng ta có một sản phẩm và vào đây thì nó không có sản phẩm liên quan nào cả, được chưa? Đó, kiểu như vậy. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ xử lý phần tìm kiếm. Tìm kiếm thì anh sẽ thay đổi cái form này một chút. Anh sẽ tìm kiếm theo danh mục, tìm kiếm theo tên và tìm kiếm theo giá, khoảng giá bắt đầu, kết thúc và danh mục nào. Tên thì anh sẽ thay đổi nó một chút như thế này. Đây, thì các bạn thấy là cái form tìm kiếm này nó đang dùng chung, thì anh sẽ bỏ nó đi.
anh sẽ bỏ nó đi như thế này. Ở phần home chúng ta cũng có phần tìm kiếm, phần danh mục category chúng ta cũng có phần tìm kiếm. Đây, chúng ta sẽ bỏ nó đi để chúng ta dùng chung. Đó, thì anh sẽ đưa nó vào phần partition. Anh gọi là search filter đi. Chúng ta sẽ lưu vào filter .php như thế này. Đó, được chưa? Và ở trong phần index này lúc này anh sẽ load view vào. Anh sẽ load view giống như là phần này thôi. Đây. Thì đây anh sẽ là filter. Thì ở phần trang chủ chúng ta sẽ thấy filter sâu ra này. Phần danh mục cũng như vậy. Chúng ta đang bỏ đi. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đưa nó vào. Đây, chúng ta đang bỏ đi này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào bằng cách đưa nó này vào. Đó, các bạn chia nhỏ nó ra thì các bạn thấy code nó không bị trùng lặp. Được chưa? Đó, code nó sẽ sao lại hết được. Đây sẽ là filter. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ thay các input ở đây như thế này. Anh sẽ sửa một chỗ và chúng ta sẽ apply được cho nhiều chỗ. Đó, input của nó xấu quá. Đó, anh sẽ để như thế này. Được chưa? Anh sẽ ném CSS ở đây cho cái input này. Đây, anh sẽ ném CSS vào. Đó. Anh chạy lên này. Chưa nhận này. Không nhận nhỉ. Anh
sẽ select một bộ tạm thời như này đã. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có các khoảng giá ở đây. Làm sao để chúng ta lấy ra được khoảng giá ở đây? Và ở đây chúng ta sẽ lấy ra danh mục. Chúng ta sẽ có danh sách danh mục của đây và đây chúng ta sẽ có giá. Anh sẽ làm như thế này. Thế làm sao để chúng ta có được cái danh sách danh mục của đây thì chúng ta sẽ phải truyền nó ra như thế này. Ở trang home này anh sẽ lấy qua danh sách danh mục. Trong category model này anh sẽ xem này. Đây. Ok chưa? Nếu mà anh sẽ truyền một cái biến vào đây là on. Đó. Trường hợp nếu mà on bằng true thì câu SQL của anh nó sẽ khác. Đó. Nếu mà ôn bằng true có nghĩa là anh sẽ lấy ra hết tất cả câu SQL của anh, không có where nữa. Và anh truyền câu SQL vào đây như thế này. Đó, được chưa? Thì lúc này, ở đây chỗ này nên để là get category đi. Đó, get on thì hay hơn. Yes. Mà thôi, anh vẫn giữ nguyên cái menu này. Anh sẽ dùng get home để anh đánh ra tất cả danh mục ở home như thế này. Anh có danh sách category. Trở đến category model và anh đến trở đến get on. Và cuối cùng anh sẽ lấy ra như thế này. Được chưa? Sau đó thì ở trong home index anh sẽ truyền vào phần đây, product index này. Anh sẽ truyền category như thế này. Đó, được chưa? Và trong đây anh lại truyền vào phần filter như này. Ok chưa các bạn?
Đó. Và trong filter anh sẽ in ra danh sách danh mục. Đó. Và trong volume thì anh sẽ truyền vào ID. Đây. Các bạn có thể chạy lên này. Chúng ta nên kiểm tra để tránh trường hợp lỗi. Thì chúng ta có thể là nếu khác empty, chúng ta sẽ có end if ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Kiểu như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái option là chọn danh mục. Chọn danh mục như thế này. Đó, được chưa các bạn? Rồi. Tương tự đối với ở phần category, khi mà chúng ta click vào đây thì chúng ta cũng sẽ phải có phần danh mục sâu ra. Chúng ta xử lý như thế này. Chúng ta lấy ra tất cả category này và đây sẽ là get all. Được chưa? Chúng ta truyền ra. Rồi, được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Vào phần sau, chúng ta truyền vào. Thì trong sâu này chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ truyền vào filter. Đó, kiểu như vậy. Ok chưa? Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có phần chọn danh mục ở đây. Đây, được chưa các bạn? Đó, rồi ok, chỗ này chúng ta đổi tách đi. Tìm kiếm. Phần giá này thì sao? Phần giá này thì chúng ta sẽ lấy ra danh sách giá. Thì các bạn có thể để fix cứng cũng được. Anh lấy ví dụ thôi nhé. Sau này các bạn có thể xử lý thêm. Ví dụ anh để giá từ 100.000 cho đến 10 triệu. Anh sẽ đặt một for đây. Start price. Đó sẽ bằng 50.000. Đây là cái mức giá gọi là rẻ nhất có thể rồi. Được chưa?
start roi sẽ nhỏ hơn hoặc bằng, tùy theo shop của các bạn. Các bạn để giá là sản phẩm tối đa 5 triệu chẳng hạn đó, và từ 5.000 mà chạy đến 5 triệu là cũng căng đấy các bạn ạ, khá là căng đấy, vài triệu vòng nhưng lại không ổn, rất không ổn. Anh sẽ để giá là nhập vào đi. Đây này, anh thử nhé, anh thử cho các bạn thấy cái phần phi tâm này, nếu chúng ta để như vậy là nguy hiểm đấy. Cộng cộng đây. Đó, anh sẽ in ra này. Các bạn nhìn thấy nó quay được rất lâu, bởi vì chúng ta chạy từ 50.000 đến tận 1 triệu thì sẽ không làm như thế này được, nó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà anh sẽ làm đại loại như thế này, thực ra giá sau này chúng ta làm kiểu khác thì nó hay hơn. Chạy kiểu gì nó cũng sẽ đơn. Anh làm đơn giản như này trước để các bạn hiểu đã. Sau này tùy bài toán của các bạn mà các bạn áp dụng vào, bởi vì chúng ta sẽ không thể cover được, không thể ôm được hết tất cả những bài toán thực tế mà các bạn sẽ gặp được. Đó, được chưa? Và anh sẽ có cái khoảng giá thứ hai. Sáu. Một triệu. Đó. Rồi, thực hiểu như vậy, được chưa? Thì vấn đề của chúng ta bây giờ sẽ là làm gì? Khi chúng ta đứng ở trang chủ, các bạn chờ em mấy phút mình ra ngoài cửa.
Ok, lớp mình quay trở lại nhé. Thì cái phần phần tìm kiếm này chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Đầu tiên anh sẽ cho mọi thứ, mọi cái input, tất cả input này nó vào form đã, để chúng ta giải quyết cái bài toán submit. Đó. Ok chưa, các bạn nhìn này, đưa vào form nó thành ra như thế này à? Form nó đang mang kiểu inline, chúng ta đi play một lock lên, viết 100%. Hoặc là chúng ta sẽ đi play flat như thế này. Chúng ta có width. Nó sẽ bị ảnh hưởng CSS một chút các bạn. Đây này, cái select này này, nó cũng đang width 100% các thứ này. Thì chúng ta có thể xử lý thêm margin drawn cho nó 10 pixel chẳng hạn. Ở đây thì các bạn có thể cái phần CSS này các bạn có thể custom lại được một chút thì ok. Đây cái item này, đây chúng ta sẽ phải margin drawn 10 pixel. Đó, anh để như vậy 326 sát 326. Hàng làm cái xe. Đó, anh sẽ chạy lên này. Anh nghĩ là chắc là do yêu cách thôi. Đây. Là gì? Rõ ràng là dòng 326 này. Đây mà. Anh chạy lại. Không nhận. Thôi rồi, tạm thời để như này nhé. Vấn đề là chúng ta cần xử lý PP. Đây. Thì ở đây các bạn chọn khoảng giá, chọn sản phẩm thì nó sẽ không bắt buộc là các bạn phải chọn hết. Đó, thì vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ submit lên đâu. Thì đối với form này, khi mà chúng ta ở màn hình này, chúng ta vào phần filter, chúng ta sẽ có cái action. Đó, được chưa? Và chúng ta có method là get. Chúng ta sẽ đặt tên đầu tiên, input này chúng ta sẽ để là name. Cái này chúng ta sẽ để là start price. Nguyên start price. Đó, name tiếp theo của giá thì chúng ta sẽ để là end price. Và cuối cùng chúng ta sẽ có category name.
Được chưa? Anh chạy nó lên và anh submit này. Đây. Nó đang chưa nhận. Chưa có nên. Em chưa có nên, hình như anh đang sửa sai ở đâu đó các bạn. Ở đây nên product name này. Có nên rồi nhỉ? Đây. Đó. Chúng ta có nên này. Đối với à đây 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 sorry các bạn, có hai biến name. Đây. Khi mà nó như thế này chúng ta submit thì nó sẽ nhận này. Đây. Ok chưa? Nếu mà anh nhấn submit thì anh sẽ nhận ra, anh sẽ nhận lên được bốn cái giá trị truyền về form đây. Còn nếu mà ở trong danh mục thì sao? Anh submit thì anh cũng sẽ nhận lên được bốn cái danh mục như thế này, nhưng nó phải, chúng ta cần phải giữ được nó ở đây như thế này. Ok chưa? Thì lát nữa anh sẽ nói đến câu chuyện giữ. Bây giờ chúng ta sẽ làm search ở phần home này. Đấy, ví dụ anh để là váy nữ công sở chẳng hạn, thì anh submit lên thì anh sẽ nhận được cái giá trị này. Được chưa các bạn? Thì chúng ta submit là submit lên controller home như thế này. Chúng ta submit lên đây. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ lấy ra được cái, các giá trị mà chúng ta submit lên thông qua $get. Anh dùng $request đi. Như thế này. Anh để là para. Đó, sẽ bằng thôi được, anh sẽ dùng $get như thế này thì anh sẽ nhận được một mảng. Đây các bạn nhìn này, anh sẽ nhận được một mảng các giá trị có trên URL thông qua cái biến param này. Đó, được chưa các bạn? Giá này từ 100 đến 600.000 này. Đó, kiểu kiểu như vậy. Ở đây anh sẽ để là category ID. Mình chúng ta search theo category ID. Được chưa? Đó, ok chưa các bạn? Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Sau đó chúng ta sẽ viết ra một cái product model search như thế này. Anh sẽ viết ra một cái hàm search ở trong đây. Anh viết riêng thành một hàm public function search. Hàm search này anh sẽ nhận vào một cái para. Một cái para. Anh để là một cái input đi. Input đầu vào của anh nó là một mảng. Anh truyền giá trị, anh ép kiểu dữ liệu thành mảng như thế này. Được chưa? Anh kiểm tra là nếu ban đầu câu SQL của anh chỉ đơn giản là select sound from product như thế này. Product. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Và anh sẽ có cái mảng này. Anh sẽ in cái mảng này lên để anh xử lý điều kiện where. Câu điều kiện where của chúng ta đây sẽ là và. Đây. Anh quay trở lại home controller này. Nếu mà param này khác rỗng
tức là khi mà có giá trị para thì sản phẩm anh sẽ lấy ra khác. Anh kiểm tra như này, nếu mà para này không tồn tại này, không có giá trị bằng 0 thì anh sẽ lấy tất cả sản phẩm. Còn trái lại thì anh sẽ gọi đến search và anh chuyển param vào. Được chưa các bạn? Anh chạy lên này. Rồi. Ok, thì lúc này anh đã chạy được vào trong đây rồi này. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Echo Methods. Đó, anh đã chạy vào đây rồi ạ. Ok chưa? Anh đã chạy được vào search rồi. Bây giờ anh sẽ kiểm tra nếu mà param có này thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ xử lý như thế này. Đây sẽ là category ID chứ. Rồi. Thì anh sẽ xử lý như thế này các bạn này. Đối với cái này chúng ta sẽ dùng bitwin từ bao nhiêu đến bao nhiêu, hoặc là chúng ta dùng where lớn hơn cũng được. Như thế này. Thì anh sẽ kiểm tra là nếu mà có input của product thì chúng ta sẽ dùng điều kiện like. Rồi. Thì chúng ta sẽ là product này sẽ là name. Chúng ta sẽ có cái phần SQL condition này. When name sẽ bằng cái gì các bạn? Sẽ bằng name line phần trăm nối với product name này. Đó, và nối với phần trăm như thế này. Được chưa các bạn? Trường hợp nếu mà có cả hai giá trị price, đây, nếu có start price này và end price, thì chúng ta sẽ có where cho phần price này. Thì sẽ là end price lớn hơn hoặc bằng start. Đó, và sẽ là hai câu và cái gì các bạn? Và cái gì? Và price nhỏ hơn hoặc bằng. Nhỏ hơn hoặc bằng end price. Đó, được chưa? Và trường hợp nếu có category ID thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ có biến where cho price category sẽ bằng bằng với
cái thằng này được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý câu SQL này. Nếu mà có thằng này thì câu SQL sẽ chấm bằng cái này, chấm bằng where chúng ta đang xử lý hơi nhườm già, không hay lắm, nhưng mà tại vì anh không muốn viết thư viện nữa vì viết sẽ phải giải thích khá là mệt, anh sẽ viết như thế này đó. Có nghĩa là nếu mà người dùng nhập name vào thì sẽ quen như thế này, được chưa? Ok chưa các bạn? Đó, và anh kiểm tra đây, nếu mà không có name được chưa, nếu mà không có name thì chúng ta sẽ lại phải nối que ở dưới này như thế này và truyền cái này vào đó. Còn trái lại có name thì chúng ta sẽ lại nối theo cách khác, đó là SQL bằng nối trực tiếp cái này vào và thêm chữ N đằng trước, được chưa bạn? Các bạn thử nhé, để cho câu SQL này. Đó, select cell from product where name line and product lớn hơn này và nhỏ hơn kia. Đây, được chưa? Đó, giả sử tiếp tục, nếu ở đây nếu mà có name nếu mà có thằng này ok chưa, thì chúng ta sẽ nối giống như trên thôi và có cả hai thằng này, anh tạm gọi đây là where fry check bằng phone. Thì ở dưới này nếu mà có thì anh sẽ chuyển thành true, đó thì anh sẽ check đơn giản như thế này, nếu mà where này và có check fry như thế này thì câu SQL của anh dưới đây nối chuỗi nó sẽ như thế này. Đó, em cái này. Đây, các bạn nhìn này. Có category đúng không? Nếu category ID thì ok này. Nếu product name và check file này thì ở đây như thế này, input name nếu có input name này chúng ta đang có nhé, để chúng ta xem nó chạy vào đây hay chưa. Đó, nó đang chưa chạy vào. Có nghĩa là category ID này đang chưa có này. Ủa, vô lý nhỉ? Category... À, đây sẽ là input, sorry các bạn. Nguy hiểm quá. Đó. Rồi. Thì bạn nhìn câu điều kiện đầy đủ này, Amplify Category ID đây sẽ phải là input. Đó, như thế này, được chưa? Còn nếu tiếp này, nếu mà chỉ xảy ra trường hợp là có cái này
Và cái này không có. Thì cũng sẽ nối như thế này. Thế thì sẽ còn trường hợp này nữa không? Nếu mà cả hai thằng này đều không có thì chúng ta sẽ phải nối như thế này. Đây sẽ là where. Đó, anh lấy ví dụ. Khi chúng ta chỉ chọn danh mục thôi. Đó, thì nó sẽ là where danh mục. Ok chưa? Khi mà anh chọn tên và danh mục thì nó sẽ chỉ where hai thằng tên và danh mục thôi. Name, line. Đây. Where name. Thì đây chúng ta sẽ phải check một trường hợp này nữa. Đó. Thì nó sẽ như thế này. Ý, có lỗi. Đây. Đó, trường hợp là có tên và danh mục, trường hợp có cả ba. Đó, thì nó phải như thế này. Name, and, kiểu như thế này. Được chưa các bạn? And, category, ID và gì đó. Chỗ này chúng ta học. Đó, chỉ cần như vậy thôi. Ok chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ xử lý sớm. Thì chúng ta chỉ cần thực hiện get by query thôi. Như thế này là được. Đó. Quay trở lại home controller. Vậy là chúng ta không cần phải xử lý gì nữa. Ví dụ anh muốn lấy ra những danh mục là áo nữ. Đó, thì nó chỉ trả về cho chúng ta hai sản phẩm thôi. À, công sở thì sẽ không có sản phẩm này. Chúng ta sẽ phải xử lý ở đây. Trường hợp mà không có sản phẩm nào thì báo là không có. Nếu như thế này mà khác empty thì ok. Trái lại không có sản phẩm nào. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Đây. Nếu anh search sản phẩm này, sao lại báo không có nhỉ? Chúng ta sẽ xem mô đồ nhận câu SQL là gì. Select sao from product where name line lấy công sở. Chúng ta chặn câu này lên. Có lỗi. À, que nó hơi liền, dính liền. Sorry này.
Đây, anh sẽ xử lý lại này. Thứ nhất là name, cách ra này. Thứ hai là line này. Copy phần này chạy vào đây. Chúng ta phải biên ra được câu SQL giống như vậy. Name line phần trăm này. Đó, nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta chạy lên này. Anh sẽ chạy lên. Anh sẽ bỏ cái đai này đi. Tự nhiên nó hiển thị cái gì đây nhỉ? Đó. Đây sẽ phải là dấu nhấn kép. À, vẫn dính cái que, trời. Rồi, ok đấy các bạn. Đó, thì các bạn sẽ search ra được một sản phẩm như thế này. Ví dụ anh search tương đối là váy nữ. Đó, được chưa? Áo công sở thì không có này. Ví dụ như là bộ đồ này. Anh search bằng từ này. Thì nó cũng phải lên cho chúng ta sản phẩm này. Được chưa? Đó. Thế đấy là bài toán search ở ngoài trang chủ. Vậy thì ở trong trang category thì sao? Đây, chúng ta vào đây. Nếu bây giờ chúng ta nhấn search, nó lại bị quay về trang chủ. Có nghĩa là ở trang category chúng ta sẽ phải truyền được cái thông tin này. Được chưa các bạn? Thì để lấy được cái này thì chúng ta sẽ đứng ở category controller và anh sẽ echo cái này ra trước để các bạn nhìn. Rồi. Đây. Anh sẽ là dollar request. Đây. Chạy lên đây. Đó, chúng ta muốn lấy ra cái đường dẫn này
Thì trong PP nó cung cấp cho chúng ta một cái US full ULI. Dòng của framework thì nó có hết rồi, còn dòng của cái này thì chúng ta sẽ phải lấy bằng cách khác. Đó, nó sẽ trả về cho chúng ta index này, trang index này. Một cái là URI. Đó, chúng ta cần cái này. Chúng ta cần cái này khi mà submit form. Được chưa bạn? Có nghĩa là chúng ta sẽ phải trả về đây như thế này. Đây. Thì ở form của filter anh sẽ truyền vào như thế này. Như thế này, được chưa các bạn? Chúng ta chạy lên để nhìn thấy cái form này. Đó, ok chưa? Bây giờ nếu chúng ta nhấn submit này. Đó, thì nó vẫn là product name các thứ. Có vẻ chưa được các bạn. Phải là product category chứ. Chạy lên này. Không được. Anh sẽ thay một giá trị cố định ở đây xem như thế nào trước đã. Rồi, thế thì hiểu rồi. Thế thì chúng ta sẽ phải xử lý lại một chút. Đây. Đối với form là category thì chúng ta cần phải xử lý như thế này một chút. Anh sẽ xử lý nó như thế này. Đây. Nếu mà chúng ta có controller bằng category như thế này thì anh sẽ lấy như thế này. Cách xử lý đơn giản nhất đó là input type bằng heading và anh sẽ có category name. À, controller name chứ. Sẽ bằng giá trị nào đó. Anh có action và anh có sub ID như thế này. Đó, được chưa các bạn? Hãy kiểm tra nếu mà tồn tại $z empty của $z controller và nó bằng category và bằng category này. Đó, anh xử lý như thế này thì là ok nhất. And if. Được chưa các bạn? Khi các bạn viết căn bản
viết bằng PHP framework tự build thì và chúng ta không có xây quá nhiều thư viện thì chúng ta xử lý đôi khi nó sẽ hơi mệt một chút, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn hiểu. Đây thì ở đây anh sẽ lấy đơn giản như thế này. Controller. Đó. Đây thì anh sẽ lấy ra donor get của action. Như thế này. Sẽ là action. Được chưa? Tương tự thì anh sẽ lấy ra được của ID. Đó, bây giờ anh chạy lên này. Nếu mà anh search thì chúng ta vẫn đảm bảo là chúng ta đang đứng ở danh mục đủ ngủ. Đó, được chưa các bạn? Nếu anh search áo nam. Được chưa? Nếu anh search cái này. Đó. Ok chưa? Thì chúng ta vẫn tìm ra được cái sản phẩm đó. Đó. Đây. Và khi mà chúng ta đứng ở category search ấy, thì chúng ta sẽ phải luôn luôn có điều kiện theo category ID. Ok chưa? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ phải xử lý như thế này. Đây, nó giống như home controller thôi. Anh sẽ lấy ra được param ở trong category search. Đây như thế này. Đó, được chưa các bạn? Và anh sẽ truyền vào cái param này, anh sẽ có category ID luôn luôn bằng với category, bằng với $get của ID. Đây. Đó, để đảm bảo là nó luôn luôn search theo đúng danh mục của nó đang đứng. Được chưa các bạn? Đó. Và bây giờ anh sẽ kiểm tra. Nếu mà tồn tại cái param thì anh sẽ lấy, nếu không tồn tại param thì anh lấy như lúc trước, còn trái lại thì anh sẽ là search như thằng này. Không, sorry các bạn. Đây. Và anh chuyển param vào. Đó, ok chưa? Bây giờ anh chạy lên này. Anh đang đứng ở danh mục đồ ngủ này. Đó, anh search danh mục khác thì cũng vẫn vậy thôi. Được chưa? Đó, ví dụ anh search áo váy công sở nữ. Nó sẽ không có. Không có sản phẩm nào là áo váy công sở nữ với đồ ngủ cả. Nhưng mà nếu mà anh search là ngủ 2020 như thế này thì anh vẫn lấy ra được. Ok chưa? Vậy là chúng ta hoàn thành xong phần search này rồi đấy. Ví dụ anh search khoảng giá từ 100.000 cho đến 600 đến 700 thì chúng ta vẫn đang có lỗi. Chúng ta xem đối với trường hợp là giá OSPM sẽ là gì. Where à, nó bị dính câu với SQL các bạn. Đây. Đó, được chưa? Chúng ta bỏ cái đài đây đi. Đó, thì các bạn thấy là nếu từ 200.000 cho đến 700.000 thì vẫn tìm ra. Nhưng nếu mà từ 400 cho đến 600 thì sẽ không có nữa. Các bạn hiểu chưa? Đó, thì đối với category show chúng ta vẫn show filter ra, nên là chúng ta sẽ chuyển cái check này ở dưới đây. Đó, như thế này. Ngủ 2020.
Đó, được chưa các bạn? Và thậm chí các bạn xử lý ở đây là luôn luôn chọn ra danh mục. Được chưa? Đó, về mặt trang xem sản phẩm các thứ thì chúng ta đã làm tương đối hoàn thiện. Chúng ta sẽ còn một phần nữa, đó là đây các bạn thấy này, xem danh mục không có này, đồ ngủ này, có này. Nếu mà anh là trang chủ mà anh search đồ nữ này thì có hai sản phẩm đó, đồ ngủ thì có này, trẻ em không có, đồ ngủ có. Đó, ok chưa? Chỗ này anh sẽ để là tất cả sản phẩm. Đây. Đó, dạ hội này. Được chưa các bạn? Đó. Thế chúng ta ở phần front end này chúng ta còn một phần nữa, đó là xử lý giỏ hàng và mua hàng thông qua, sau khi đã thêm sản phẩm vào giỏ thì chúng ta sẽ xử lý mua hàng. Thì cái này chúng ta sẽ xử lý ở buổi sau.